bị truy bắt vì vận chuyển ma túy, các đối tượng đã nổ súng khiến một chiến sĩ hy sinh. Vụ án tưởng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng quá trình điều tra đã gặp phải nút thắt gần như không thể hóa giải. Đầu thập niên 90, khi tội phạm và tệ nạn ma túy bắt đầu manh nha xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thì khu vực biên giới Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với đặc điểm địa hình phức tạp, hiểm trở, nhiều đường mòn lối mở, rừng sâu, núi cao nên bọn tội phạm ma túy lợi dụng để mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng hầu hết đều có tiền án tiền sự, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng súng đạn, vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2010, tại cột mốc 12, khu vực đồi Pò Táu, thuộc thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, khiến đại úy Ngô Văn Vinh, cán bộ đồn biên phòng Tân Thanh, trong quá trình cùng tổ công tác truy đuổi hai đối tượng vận chuyển ma túy, đã bị một trong hai đối tượng liều lĩnh nổ súng chống trả, làm đại úy Ngô Văn Vinh hy sinh, rồi chúng bỏ trốn sang bên kia biên giới. Do sự việc xảy ra bất ngờ, không kịp xác minh, nhận diện hung thủ, nên sự việc trên đã trở thành niềm tiếc nuối, là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng đồng đội của đại úy Ngô Văn Vinh, trở thành nút thắt chưa có lời giải đối với lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn. Sau khi sự việc nghiêm trọng trên xảy ra bị lực lượng công an Lạng Sơn điều tra giáo giết, bọn tội phạm ma túy tại khu vực trên tạm dừng hoạt động, ngủ đông trong suốt một thời gian dài để trốn tránh lực lượng chức năng. Mãi đến năm 2017, bọn tội phạm ma túy tại khu vực trên có dấu hiệu hoạt động trở lại với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và nguy hiểm hơn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn kiên trì điều tra không bỏ sót bất cứ manh mối nào, dù là nhỏ nhất để đấu tranh, triệt xóa hoàn toàn tội phạm ma túy hoạt động tại khu vực vùng biên giới Lạng Sơn. Cuối cùng, sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Khoảng tháng 9 năm 2018, trong khi điều tra đối tượng Nông Văn Dần, sinh năm 1974, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy do Đặng Văn Xiền, trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La cầm đầu. Đối tượng Dần từng nhắc đến một đường dây ma túy hoạt động tại khu vực biên giới thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, với thủ đoạn khi vận chuyển ma túy luôn đi hai người, mang theo súng và di chuyển cách nhau khoảng 50m để cảnh giới, bảo vệ lẫn nhau và sẵn sàng nổ súng chống trả nếu bị theo dõi phát hiện. Thủ đoạn hoạt động này hoàn toàn trùng khớp với sự việc xảy ra năm 2010, khiến đại úy biên phòng Ngô Văn Vinh hy sinh. Đây trở thành đầu mối quan trọng để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn mở ra nút thắt tìm ra ông trùm đứng sau đường dây ma túy nguy hiểm vẫn ẩn náu tại địa bàn biên giới Lạng Sơn, chính là Đồng Văn Khiêm, sinh năm 1970, trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đi sau điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lạng Sơn phát hiện Đồng Văn Khiêm có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm về hình sự, ma túy với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, xảo quyệt và rất manh động. Khiêm từng không trực tiếp ra mặt mà thông qua mạng lưới đàn em đông đảo để chỉ đạo theo từng công đoạn, khiến cho việc thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Với quyết tâm làm rõ và triệt xóa bằng được đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá. Quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn do Đồng Văn Khiêm là kẻ xảo quyệt và rất đa nghi. Hắn chỉ tin tưởng sử dụng bạn bè, họ hàng trong gia đình. Chỉ đạo đàn em thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, xé lẻ số lượng ma túy trong mỗi chuyến hàng, chỉ từ 5 đến 15 bánh heroin để dễ vận chuyển, cất giấu và triệt để lợi dụng địa bàn biên giới hiểm trở, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả khi bị lực lượng phát hiện bắt giữ. Đặc biệt, nhà riêng của Đồng Văn Khiêm được trang bị hệ thống camera dày đặc, quanh nhà chôn nhiều hầm trông, hố bẫy, bom xăng, bên trong có nhiều nơi ẩn nấp, cất giấu súng đạn, lương thực để sẵn sàng tử thủ nên rất khó tiếp cận. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu ban chuyên án xây dựng nhiều phương án đấu tranh, vận dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra phá án. Tháng 12 năm 2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nguồn tin Đồng Văn Khiêm và Lương Văn Đoàn, sinh năm 1980, trú tại đường Trục Chính, khu 2, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là em kết nghĩa với Khiêm, chuẩn bị vận chuyển 20 bánh heroin qua đường mòn thuộc khu vực thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để chuyển sang bên kia biên giới giao hàng.
Đơn vị đã báo cho ban chuyên án xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa, nhưng ngay khi vừa đưa hàng tới khu vực biên giới, Đồng Văn Khiêm đã đột ngột dừng lại quan sát ít phút rồi bất ngờ ra lệnh rút lui. Qua nắm bắt tin báo từ cơ sở bí mật được biết, Đồng Văn Khiêm nói chuyến hàng có khả năng đã bị lộ nên phải hủy, nhưng không giải thích rõ lý do tại sao. Ban chuyên án vô cùng bất ngờ, lập tức triển khai họp khẩn để xác minh làm rõ, rà soát trong nội bộ lực lượng trinh sát và cơ sở bí mật để tìm nguyên nhân. Sau vụ việc này, Đồng Văn Khiêm cùng đồng bọn ngủ đông một thời gian và tỏ ra đặc biệt cảnh giác, khiến ban chuyên án đành án binh bất động chờ thời cơ mới. Gần nửa năm sau, tháng 6 năm 2019, đường dây ma túy của Đồng Văn Khiêm lại manh nha, hoạt động trở lại. Nhưng lần này hắn rất thận trọng, không đích thân vận chuyển hàng nữa mà chỉ đạo điều khiển đàn em từ xa, rút kinh nghiệm lần trước. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thông thuộc địa bàn biên giới như lực lượng biên phòng, hải quan cửa khẩu Tân Thanh để triển khai phương án đấu tranh. Ngày 22 tháng 5 năm 2019, nhận được nguồn tin Đồng Văn Khiêm cử Hoàng Văn Thực, sinh năm 1989, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, là em vợ của Khiêm và Lương Văn Đoàn vận chuyển ma túy qua khu vực đường mòn biên giới thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng để mang sang bên kia biên giới giao ma túy. Ban chuyên án đã huy động lực lượng để triển khai phương án đấu tranh. Hai đối tượng này tiếp tục sử dụng thủ đoạn di chuyển cách nhau từ 30 đến 50 mét. Hoàng Văn Thực đi trước dò đường, Lương Văn Đoàn theo sau cảnh giới. Cả hai đều mang theo súng, đạn. Tuy nhiên, ngay khi Hoàng Văn Thực chuẩn bị bước vào vị trí mật phục của ban chuyên án, thì Lương Văn Đoàn bất ngờ lên tiếng cảnh báo đồng bọn, rồi cả hai lập tức nổ súng về phía bụi cây nghi vấn, có người ẩn nấp để yểm trợ nhau, rồi nhanh chóng bỏ chạy qua biên giới. Thế là kế hoạch đấu tranh với Đồng Văn Khiêm và đường dây ma túy của hắn lại một lần nữa đổ bể. Sau hai lần đổ bể kế hoạch, ban chuyên án quyết định hủy bỏ kế hoạch đấu tranh ban đầu để đảm bảo an toàn bí mật cho lực lượng phá án. Qua nguồn tin trinh sát nắm được, Lô Trấn Biên sinh năm 1981, trú tại số 22 xóm Bản Khôn, thôn Thiệu Hóa, trấn Hữu Nghị, thị trấn Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, chính là đối tượng đã nhiều lần đặt mua ma túy với Khiêm và Lương Văn Đoàn, tay chân thân cận của Khiêm, đồng thời là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia tại Quảng Tây, Trung Quốc. Cuối tháng 6 năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Quảng Tây bắt giữ thành công Lô Trấn Biên và 6 đối tượng tại Trung Quốc, thu giữ 9 bánh heroin và nhiều súng đạn vật chứng liên quan. Tuy nhiên, khi bị vây bắt, các đối tượng đã nổ súng chống cự, khiến lực lượng cảnh sát Trung Quốc bị thương. Trong đó một đối tượng bỏ trốn và kịp thông báo cho đoàn trước khi bị bắt. Ngay lập tức, Đồng Văn Khiêm ra lệnh cho đàn em hủy chuyến hàng đã nhận tiền, chuyển địa điểm hoạt động sang khu vực biên giới Tây Bắc. Qua phân tích tình hình, vận dụng kinh nghiệm phá án dày dặn và sự hiểu biết về đối tượng Đồng Văn Khiêm, sau một thời gian dài theo dõi, nhận định lần trước Khiêm đã phải hủy đơn hàng một lần dù đã nhận trước tiền. Nếu lần này tiếp tục hủy đơn hàng thì chắc chắn Khiêm sẽ bị ảnh hưởng uy tín với đối tác và phải chịu phạt, thiệt hại nặng nề. Tổng hợp phân tích các yếu tố trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định, thời điểm này Đồng Văn Khiêm sẽ chưa thể cho đường dây ngủ đông và chuyển địa bàn hoạt động ngay được, mà phải sau khi giao nốt số ma túy đã nhận tiền cho phía đối tác Trung Quốc. Quả nhiên, sau thời gian ngắn tạm dừng hoạt động, thăm dò phản ứng của lực lượng chức năng đến ngày 26 tháng 8 năm 2019, lợi dụng thời điểm này trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục xảy ra mưa to kéo dài, gây sạt lở tại nhiều nơi, nhất là khu vực biên giới. Đồng Văn Khiêm đã chỉ đạo em vợ mình là Hoàng Văn Thực và đối tượng Nông Văn Chuyên, sinh năm 1968, cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, mang 5 bánh heroin sang biên giới, giao cho đối tác Trung Quốc. Khoảng 17 giờ chiều ngày 28 tháng 8 năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai phương án đấu tranh thì bất ngờ phát sinh tình huống ngoài dự kiến. Nguồn tin trinh sát cho biết hai đối tượng trong đường dây là Thực và Chuyên sẽ không đi bộ qua khu vực đồi Pò Táu, thôn Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng như kế hoạch ban đầu, mà bọn chúng sẽ di chuyển bằng xe máy, mang theo ma túy và vũ khí nóng, sẵn sàng nổ súng nếu bị lộ. Xác định nếu để hai đối tượng này vượt qua biên giới thì cơ hội đấu tranh phá án sẽ càng khó khăn. Ban chuyên án đã có quyết định táo bạo, linh hoạt thay đổi kế hoạch hành động.
nhận định hai đối tượng này sẽ mang hàng vượt biên qua khu vực cột mốc số 1084 thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều động khẩn 3 tổ công tác tổ chức mật phục. Để tránh bị phát hiện, 3 tổ công tác đã khẩn trương triển khai, kéo bật gốc một số thân cây và tạo lượng lớn đất đá ngang đường nhằm tạo hiện trường giả cây đổ do sạt lở đất vì mưa bão chắn đường đi, khiến các đối tượng di chuyển đến khu vực biên giới buộc phải xuống xe tìm cách khắc phục. Trong lúc đối tượng Đông Văn Chuyên cố gắng kéo cây, di chuyển chướng ngại vật chắn ngang đường, Hoàng Văn Thực đã giơ súng cảnh giới, thì các cán bộ cảnh sát, tổ công tác đặc biệt lợi dụng trời mưa tầm tã, cản trở tầm nhìn, bất chấp nguy hiểm, lao đến quật ngã Hoàng Văn Thực, cướp lấy súng. Hoàng Văn Thực chống trả quyết liệt, khiến hai trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lạng Sơn bị thương, còn Nông Văn Chuyên lợi dụng thời cơ, vứt xe máy và tang vật chạy trốn qua biên giới. Ngay sau đó, tổ công tác đã trấn áp thành công Hoàng Văn Thực, thu giữ 5 bánh heroin, xe máy, một khẩu súng, một con dao cùng 18 viên đạn. Khám xét khẩn cấp nhà của Nông Văn Chuyên, lực lượng phá án còn thu giữ thêm 500 viên đạn, một nòng súng giảm thanh, một ô tô, một xe máy và nhiều vật chứng liên quan. Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Thực, ban chuyên án lập tức phát lệnh tấn công nơi ở của hai đối tượng chủ chốt trong chuyên án là ông trùm Đồng Văn Khiêm và Lương Văn Đoàn. Nhưng đây thực sự là bài toán khó vì hai đối tượng này vô cùng xảo quyệt, manh động và nguy hiểm. Đặc biệt, Đồng Văn Khiêm là kẻ rất đa nghi. Nơi ở của Khiêm được trang bị hệ thống camera dày đặc, quanh nhà bố trí nhiều hầm trông, hố bẫy, bom xăng và tàng trữ nhiều vũ khí nóng, sẵn sàng tử thủ khi phát hiện lực lượng công an. Vẫn dùng phương châm biến nguy thành cơ, ban chuyên án đã lợi dụng mưa to sấm chớp để chủ động gây mất điện nhằm vô hiệu hóa hệ thống camera, đồng thời tạo tình huống điệu hổ ly sơn dụ Khiêm ra khỏi nhà. Ngay khi Khiêm vừa ra khỏi nhà, nhận thấy thời cơ chín muồi, ban chuyên án huy động tổ công tác đặc biệt gồm 30 cán bộ cảnh sát, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cảnh sát cơ động. Công an tỉnh Lạng Sơn có trang bị đầy đủ áo chống đạn, khiên chắn, lập tức tiếp cận, trấn áp Đồng Văn Khiêm. Dù bất ngờ nhưng Khiêm vẫn kịp rút súng chống cự, nhưng đã bị tổ công tác kịp thời vô hiệu hóa, khiến cho phát súng bắn lên trời. Khiêm ngoan cố chống cự bỏ chạy để dụ lực lượng truy bắt về phía các hầm trông hố bẫy và định kích nổ số bom xăng với quyết tâm liều mạng đến cùng. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của ban chuyên án, trời mưa không chỉ cản trở tầm nhìn mà còn khiến Khiêm không thể châm được mồi lửa để ném vào bom xăng. Rất nhanh chóng, các cán bộ cảnh sát tổ công tác đã lao vào trấn áp, bắt giữ thành công Đồng Văn Khiêm, thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng đã nạp sẵn 5 viên đạn cùng 3 viên đạn rời. Đối với Lương Văn Đoàn, đàn em đắc lực nhất của Đồng Văn Khiêm, ban chuyên án cũng sử dụng tình huống tương tự để điều đoàn ra khỏi nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, Đoàn vô cùng ngoan cố, nhất quyết không rời khỏi nhà. Qua nguồn tin, trinh sát được biết trong nhà của Đoàn tàng trữ súng tiểu liên AK và súng ngắn K-59 cùng số lượng lớn đạn, lương thực, thực phẩm. Và đối tượng này từng tuyên bố sẽ tử thủ, sẵn sàng lấy mạng đổi mạng vì nếu bị bắt thì đằng nào cũng chết. Thông qua nghiên cứu về đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn không vội triển khai tấn công mà kiên trì chờ đợi thời cơ cho đến khi Đồng Văn Khiêm bị bắt giữ để tiến hành đấu tranh tâm lý, vận động Đoàn buông vũ khí đầu hàng. Quả nhiên, khi biết Đồng Văn Khiêm bị bắt và không hề có ý định liều mạng đến cùng như đã hô hào, khiến Đoàn hoang mang, dao động. Lợi dụng lúc này, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đột nhập, nhanh chóng vô hiệu hóa Đoàn. Thu giữ tại chỗ một khẩu súng AK, một khẩu K-59, 246 viên đạn và nhiều vật chứng liên quan. Với đường dây ma túy vùng biên Lạng Sơn do ông trùm Đồng Văn Khiêm cầm đầu, bước đầu các đối tượng khai nhận đã buôn bán vận chuyển chót lọt qua biên giới 706 bánh heroin, thu giữ 4 khẩu súng, 253 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Việc bắt giữ thành công Đồng Văn Khiêm và đồng bọn đã thực sự trả lại bình yên cho khu vực biên giới Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, nơi từng là nỗi trăn trở day dứt nhiều năm của lực lượng phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chiến công này đã trở thành niềm tự hào của lực lượng cảnh sát ma túy Lạng Sơn trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời lượng của chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Xin chào và hẹn gặp lại!